Vâng, hello và xin chào làm cho anh em đã quay trở lại với channel của em. Thì cái series câu cá sông vừa rồi lên được khá khá hàng khủng. Nhiều anh em hỏi là bác với mùi mùa đông câu kiểu gì mà lên nhiều hàng thế. Thực ra là lên được nhiều hàng nhưng không nếu phụ thuộc vào cá con rất là nhiều bác ạ. Cá con nó vào nó phá ổ đấy, là thành ra mình không câu được. Ngay cái hôm thứ hai em đi, hôm nay em không phối mồi câu cá con đấy, không phối mồi để chống phá cá con, thì ra là cá nó vào phá ổ liên tục mà mình không thể giật được, cứ nhăm nhăm nó lại thôi, nhăm nhăm lại thôi. Khi cá to nó vào thì cái bọn ấy nó phá hết ổ rồi. Thành ra là anh em muốn câu được cá to, thứ nhất đầu tiên là các bác phải chống được cá con phá, và chống cá con phá phải có cái này các bác nhé. Đấy, và hôm nay em sẽ chỉ các bác cách hướng dẫn các bác phối mồi mùa đông sao đánh cho hiệu quả nhất nhé. Và cái thời gian, cái khung giờ mà cá đi ăn thì nó phải cái tầm khoảng giữa trưa thì cá nó mới cắn mạnh các bạn. Cái bình thường cái mùa đông này bác đi câu sáng sớm là sẽ không được hàng đâu. Đây thì nay em sẽ chỉ các bác là phối một ổ mồi các bác nhé. Thì cái nguyên liệu chính của em hôm nay nó không 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 đâu khác, đó chính là cái này. Đây, các bác biết đây là cái gì không? Cái này là chuối ủ anh nhé, chuối ủ 3 ngày để cái chuối quả chuối lá đấy các bác. Và ủ xong là phải để trong tủ lạnh bảo quản các bác nhé. Đây em vừa lôi là ủ xong phải để trong tủ lạnh bảo quản, không là nó mùi nó chua có cá không ăn đâu. Cái này là thoang thoảng rất là thơm, chua chua thơm thơm. Đây thì cái nguyên liệu của em bao gồm nguyên liệu chính nó sẽ phải là chuối ủ này, mồi ủ chua này, cám viên này, trứng này và ngô nấu chín anh em nhé. Thì cám viên này sẽ là cái cám này, chắc là anh em xem kênh của em nhiều rồi cũng biết. Đấy, cái này đang là 0,2 g các bác ạ. Thì mình sẽ phối với này một ổ mồi ấy, thì chỉ cần 0,2 g cắm viên, với lại nửa cân ngô nấu chín này, nửa cân ngô ủ chua phối vào. Mình chỉ cần ước lượng này các bạn chứ không cần phải chính xác đâu. Đây ngô ủ chua anh em này. Mồi rất là thơm. Đấy, các bác ủ làm sao mà nó phải dẻo được anh em, màu nó phải tươi như này, mà rất là chua thơm, cái này mới là chuẩn bài nhé. Nhiều anh em phối nó không ủ nó không chuẩn là đánh nó không nhạy đâu, các bác ủ ra mùi hắc nó không đánh được đâu. Đấy, khoảng nửa cân. Cái bột ngô này là nấu chín nấu cho dẻo anh em nhé. Đây, đây là bột ngô anh em phải nấu chín nấu dẻo nhé. Em vừa nấu xong để nó mùa này nó nhanh nguội đấy, nó khô mất mặt trên nhưng mà ở dưới nó là ok, chín dẻo và đều luôn, không được cháy anh em, nấu không được cháy, nấu cháy khét nó khê nó hỏng. Đây là em sẽ chia làm hai ổ đánh cho thằng em đánh một ổ nữa. Thì cái mùa này nó chín nó nhanh khô, lẽ ra cái này mình nấu ra nó còn ấm ấm thì bóp nó dễ hơn, nhưng mà tuyệt đối anh em đừng để nóng nhé, nếu nóng bác cho mùi chua bóp nó hỏng mùi chua ngay, kiểu nó chín mất mồi hỏng. Cái này là một ổ mồi đánh thì cực kỳ là nhạy luôn, cá nó vào thì giặt phê tít từ mù. Anh nhớ nhá, một nửa mồi ủ chua, nửa cân mồi ủ chua với nửa cân cắm ngô phối vào nhau. Các bác mà phối nhiều ủ chua quá thì nó chua quá thì cá nó cũng ít vào đấy. Đánh màu chua, nếu mà đánh một màu chua không thì các bác phải phối độc cắm gà mẹ cắm viên thì sẽ là nhạy. Cái mùa đông này mình phối kiểu này đánh nó mới ok anh em. Một ổ mồi này mà xả xuống thì quên đời đi. Đấy, cá con này nó rất thích ăn loại mồi này, nhưng mà mình phải có tuyệt chiêu thì cá nó không vào phá mình mới lên được hàng. Cái mồi giống cá con nó mà nó phá này các bác cái câu đến giờ nó không lên được. Hôm nay em cày cày các bọn thành con không đấy, không phối vào để chống phá các con, thành ra là nó vào nó vỉa tỉa nó là đến 2-3 tiếng đồng hồ mà nhìn phao nhấp liên tục không giật con nào, nó là rất là bực. Ngồi không mà cá không cắn đã bực rồi, mà cá nó cắn mà không nuôi nó mới bực nữa, nhìn cho nó ngứa mắt. Mà những cái lúc như thế em quay video thì nó rất tốn dung lượng, rất tốn pin mà không được con hàng nào. Đánh một ổ mồi này nó chuẩn 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 bài này. Đây các bác nhìn này, cái này một em làm
10 túi này em để trong tủ lạnh, em cứ chia dần ra một túi như này, em ủ 5 quả bác nhá, 5 quả chuối dài luôn đấy. Nào, các nhìn chưa? Khi mở mùi anh em nhé, nó rất là thơm luôn, nó thơm mùi chuối mà nó hơi chua chua. Các nhìn nó hơi mùi chuối mà hơi chua chua, cái loại này cá ăn thì quên đời đi. Đánh cá tự nhiên thì có bác nói là phê tít mù luôn. Nhờ mỗi mùa nó có một cách phối mồi khác nhau và mỗi cái địa hình, mỗi con sông đánh có một kiểu phối mồi khác nhau, nên anh em đánh ấy, ở địa hình thì mình cứ phối cho xem cá ở chỗ quê mình ấy, nó có ăn không, ra nhạy với cái loại nào thì các bác phối theo kiểu thế nhé. Đấy bác nhìn nhá, loại này để em zoom sát các bác xem. Đây em zoom sát cái ổ mồi bác nhìn nhá, chuối ủ vừa chua vừa thơm, đánh cái loại này thì quên đời đi. Tất cả các loại cá trắng này, cá có vảy, giờ nước ngọt đánh bài mồi này sẽ là nhẹ nhất anh em nhé. Tất cả các loại cá nước ngọt, còn đối với sông sông nước lợ thì phải phối kiểu khác. Riêng nước ngọt này em phối như này mà tạo cái ổ đánh thì tuyệt vời không mặt trời. Cá nó vào nó cuốn thì đặc biệt là cái mùa này anh em đi đánh thì nên đánh tầm trưa thôi. Mùa này em đi rất thích đi câu mùa này vì nó không vội các bạn. Bình thường như các bác mà đi câu vào cái đợt mùa hè ấy, thì là tầm khoảng 8 giờ cá ăn mạnh, 8 giờ mình phải bung cần hoặc là 7 giờ bung cần, chỉ đánh đến tầm 10 giờ là kết thúc rồi. Nếu mà mình đánh tầm trưa nó sẽ không ăn mấy. Thành ra là những cái chuyến mình đi xa đấy, sáng mình đi xa tới nơi hầu như cũng toàn khoảng 9 giờ rồi, lúc đấy là muộn là đánh rất là khó. Còn riêng đối mùa đông này anh em cứ túc tắc dậy khoảng 7 giờ mình xuất phát đến nơi khoảng 9-10 giờ, nếu hay buông cần là rất là ok nhá, đánh nó không bị vội, nếu đánh nó không bị vội, thành ra là em rất thích đi câu mùa này là thế. Cứ tầm trưa đợt này cứ đánh tầm trưa anh em đánh nợ mầm này, đánh cá vào về thôi, rồi mình có đánh sớm cá không ăn đâu, nó ăn thì may chăng được, còn nó nát đá nó không liên tục, đánh ổ mà nó không liên tục thì rất là chán. Đấy anh em nhìn chưa, ủa thơm, chua nhưng mà chua thơm, mùi rất đặc biệt. Đây là đẳng cấp bài mùa đánh mùa đông. Đây là thật ra là nhiều anh em hỏi thì em mới chia sẻ đâu, là thật ra là em cũng bị nhiều bác bán mồi, bác nói này nó kia, ông làm thế tôi không bán mồi này kia, là em cũng không, nói chung là cũng có cái khó thôi. Vì em thì ra là nhiều anh em cũng bảo bán mồi đi, thế nên em không có thời gian em bán, em chỉ hướng dẫn các bác cách làm mồi và chia sẻ cách mà em làm mồi em nên được hàng nhé, chứ em không có thời gian để em bán mồi đâu. Giờ còn đi làm chung là cũng rất là bận. Đợt này khi cần GPK8H nó không về được, em đang về mặt ngoặc cần 10H và đang đi đánh test thử anh em xem chất lượng nó rất là ok, nhưng mà phải chứng minh được cho anh em thấy thì mới đăng bài bán nhé. Còn hiện tại giờ em đang bán ở gần nhà, những em nào gần nhà đến mua thôi, còn bán online thì em phải test cần rất là kỹ lưỡng, giật cá cho anh em xem thấy cái độ ổn định của nó thì mới bán, chứ không có bán mấy cần tàu nào bớ vẩn rất là mất uy tín, mất khách. Ok. Đây. Đánh như thế này anh em nhé, phối như thế này thì anh em sẽ đánh được gần như đa số các thể loại, nhưng mà muốn đánh được chim sông này với cá chép thì phải có trứng anh em ạ. Đấy, hai cái thành phần này nó rất thích ăn tanh. Đây gần như là bài mồi tổng hợp với bác ạ. Hai cái này phải vá hai quả trứng. Anh em có thể mua trứng gà công nghiệp cho nó rẻ, ở đây là trứng gà nhà em có nên là vã luôn. Còn bình thường anh em mà mua một nồi quả trứng này nó phải 4.000 một quả đấy, hai quả 8.000, người nhà có cứ vã. Còn mua gà công nghiệp nó sẽ rẻ hơn rất nhiều, nó tanh như nhau thôi. Đó. Riêng cái loại chép, cái loại chìm nó cực kỳ thích tanh cái chua. Anh em bảo chim ơi, nó mồi nào nó ăn được không phải đâu, anh em thử ra sông hoặc câu được chim là cả vấn đề đấy, nó không như là hàng mình nuôi đâu, đặc biệt là nó cuốn được ổ ấy này. Giống các chim mình nó hay đi theo đàn, anh em mà đã vào một con này, khả năng vào mấy con tiếp theo, nhưng mà phải giữ chân chúng nó lại ăn ổ của mình, nó
một con đè đấy rất nhuyễn. Đây anh em, nguyên liệu để chống phá cá con các bác nhá, phải có cái này. Một nọ như này thì nó chỉ giá là 10.000, nó bác biết là gì không, để tiêu bắc các bạn. Đấy, một ổ mồi mình chơi được một lọ này, cá con nó vào gặp cái loại này nó sợ mới hút luôn. Mở cá to này rất thích nhá, nó thơm thơm, cá con nó ăn vào để ăn phải nó cay cái nó kinh ngay. Một ổ mồi một cân mồi anh em vã một lọ vào, đảm bảo là anh em chỉ có lên hàng này, cá con không thể nào đến. Đây mình có thể dùng làm mồi xả này, mồi câu chính đều được, ok hết. Còn đây là em phối mồi để em đánh lục, em thả cả một ổ xuống đánh luôn. Còn anh em mà đánh đánh đơn đánh đài thì anh em chỉ tiêu bay em chỉ cho mồi xả thôi nhá, chỉ cho mồi xả thôi. Còn mồi chính của mình thì đừng cho tiêu bắc thì đánh nó sẽ nhạy hơn rất là nhiều. Anh em nhìn nó mồi chất lượng nhá. Một ổ này mai mà phang xuống thì quên đời đi. Mồi rất là mềm và tẻo. Đây là em cho xốp luôn, xốp để anh em đi câu. Thực ra ấy, mình đi câu xốp mở câu lục rất là hay, bởi vì mình có thể căn chính xác ổ chỗ nào. Vì đôi khi anh em mình nước sâu, anh em mình thả một cục ổ mồi nó liệng ấy, nó liệng đi chỗ khác, thành ra là mình đặt nó hay bị lệch ổ. Còn khi có xốp ở đấy nha, nó nảy lên này, chính xác 100% luôn. Còn đối với lại mình không có xốp thì cá mà ăn nhiều nó nảy tăm lên thì mình cũng tương đối chính xác, thì tăm cứ lấy chỗ đấy nó cũng biết. Nhưng mà cá mà không có mà anh em mà đặt lấy ổ nó hỏng ấy, thỉnh thoảng cá nó vào nảy một cái tăm nên là mình rất là khó phát hiện. Anh em muốn giữ được mồi lâu thì mình nên chọn đất sét nhá, đất sét hoặc là cơm nguội mồi sẽ giữ được lâu, nhưng mà cái cá vào bảo chậm. Cái gì nó cũng có cái ưu nhược điểm của nó. Xốp này tương đối rẻ luôn, mua trên Lazada một gói em dụng bao nhiêu lần này cũng hết. Đó đây là mua nhầm nha, thế là em cho mồi đánh thấy hay quá. Đó, ok, này nó còn một ít nữa em vừa tầm, mình cho nhiều quá là mồi nó không chìm thì đáy nó nổi. Đợt đầu em không biết đánh, em cho nhiều xốp quá nhỉ, sau nó nổi bay lên, nhiều số quá cũng không tốt đâu. Tầm tầm một ổ mồi cho tao tầm này là vừa tầm, ok quá ạ, vừa tầm đẹp này. Thỉnh thoảng cá vào cày ấy lại một hai hạt, nhìn phê tít nổi mắt luôn đấy, rất là dẻo, ok. Còn anh em mà đánh đơn đánh đài thì anh em phải phối thêm cắm gà bột mì vào nhé, bóp mồi nó để cho chắc mồi thôi. Còn cái nguyên liệu như quả bài mồi này như thế này nè, tuyệt vời. Đây là bài mồi bí kíp gia truyền nhiều năm, em đánh nhiều năm. Đây là em chia sẻ cái kinh nghiệm mà đánh rất là nhiều năm rồi với cái bài mồi này, chứ em không phải là em chia sẻ những kinh nghiệm mà các bác khác luôn chia sẻ. Đó là mua cái nguyên liệu có sẵn, như mồi có sẵn rồi còn Trung Quốc ấy về phối thế này phối kia đánh thử nhá, em không dám làm thế. Em đánh em toàn đánh mồi em tự làm tự nào quá nhá, chứ em không đánh mồi em mua. Mà đánh qua nhiều năm em đánh rất là nhạy. Tuổi đời tuy còn trẻ, hôm nay em có 28 tuổi thôi, nhưng mà em đi câu cũng rất nhiều năm và được nhiều bác có kinh nghiệm chia sẻ lại. Thế mình làm đánh rất là ok. Ok xong rồi mình phát triển thêm nữa thì đánh còn nhạy hơn nữa. Đó. À nên liên tục hay không mà nó phụ thuộc vào mồi các bác nhá. Mồi địa điểm câu, nhưng mà chỗ nào nó phải yên mà cá nó phải có đã thì mới câu được. Rồi, chúc anh em luôn thành công với mồi của em. Bây giờ em sẽ úp xốp vào bó mồi và mai đi đánh, làm thêm ổ nữa cho thằng em mai đánh. Và sau cái video này em có thể đón xem video tiếp theo. Video tiếp theo này em sẽ lên hàng bác xem nhé. Đánh mồi này cực kỳ nhạy luôn, kiểu gì cũng vào hàng, nhiều hay ít thôi các bạn. Còn nếu mà cá mà nó cuốn hổ thì cái này lên rất là nhiều hàng luôn đấy. Này có thêm một ít xốp nữa thì đẹp quá, hơi ít thôi. Mổ mồi và video của em đến đây là kết thúc qua nhé. Chúc các bác lên nhiều hàng và đón xem cái video lên hàng tiếp theo của em. Mùa đông phải đánh như thế này các bác nhá. Các bác nhớ này, nguyên liệu chính sẽ là chuối này, mồi ủ chua này, đấy hàng nguyên liệu chính. Chuối ủ này, mồi ủ chua này, trứng này, cắm ngô này, cắm viên này. Đấy. Cắm viên này nó đánh đa thể loại rồi. Rồi ok. Bó gọn mồi ạ.
À quên, em không bảo các bác. Cứ nghĩa là mồi này ấy mà anh em đánh ngay thì ok, còn anh em mà ví dụ ngày mai ấy, mới đi đánh ấy, thì là anh em phải cho thêm cắm gà vào nhé. Bởi vì càng có chuối vào đấy mà ngày mai em mới đánh là nó ra nước ngay, ra nước mà mồi nó bị nhão, mình đi đến nơi là hỏng hỏng mà không đánh được đâu. Đấy, đây là mai em mới đánh, thành ra em phải cho cắm gà vào để hủ nó mồi nó hơi khô khô nhá, xong rồi đến ngày mai chuối nó ra nước ấy, nó thấm hết thì mồi nó tơi nó dẻo là đẹp nhất, vừa tầm nhất. Quên không bảo các bác lại cứ để các bác cuối các bác ngày mai các bác ủ các bác mới đi đánh, nó ra nước không không đánh là hỏng đấy. Các bác nhớ nhá, mùi khô dẻo hay không phụ thuộc vào cắm gà bột mì nhá, mình thích bao nhiêu mình cho vào bấy nhiêu, người mùi thơm đó các bác ạ. Đó. Tiểu bắc rất là thơm luôn, tiểu bắc chuối đấy, chỉ cần phủ bột nếp thế này nó cuộn vào xong rồi mình cho vào túi bóng ok. Đặc biệt là khi chuối này em cho vào túi bóng là nó hay ra nước. Đấy, ra nước là mình không có cái nguyên liệu mình phối vào cho có khô môi là hỏng này. Rồi ok, cho vào túi bóng là được các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ làm một quả mồi này xuống các bác ơi. Đây anh em nhìn này, mồi phối đánh kiểu mùa đông này rất là chất luôn. Là một quả này xuống thì đánh thì tuyệt vời không mặt trời. Đây, nó sẽ bóp vào làm hai cục to to anh em nhé. Thả này xuống thì cá vào quên đợi. Mồi phối mùa đông đây. Đánh gần bờ quá ạ. Bây giờ thêm ít chút là anh em cứ đánh. Mình thảo ở giữa đây, xong bắt đầu mình ném thừa thừa ra ngoài cho cá nó biết hơi nó đến. Đây rồi. Ôi. Ôi. Bóng bóng hàng anh em ơi. Đây rồi. Ôi. Bóng bóng hàng anh em ơi. Ôi. Chết chết mắc cực cơ nào. Ôi mắc cực nữa rồi anh em ơi. Wow. Hai cân rằng. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Mày ơi. Ui, chép 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 anh em ơi. Chép cụ chép cụ. À. Rồi, đọc lắm. Ôi, đọc lắm cần đơn anh em ơi. Đã quá. Wow. Mày có chạy 10H của tao đấy. Thì tối đến trưa. 4 tiếng hồ giờ đâu con anh em ạ. 4 tiếng hồ giờ đâu con này. Chạy đầu con. Trời quá, 4 tiếng hồ của em anh em ơi. Từ 9 giờ giờ hơn 1 giờ hơn đâu có chắc. Ôi, phê quá, phê quá. Ôi, anh em ơi, không kịp gỡ cần kia ra. Để tí này nó gỡ rồi. Phê phê quá. Mắc mắc rồi. Anh ơi, 10H của em anh em ơi. Quay cũ luôn, cũ luôn. Ôi, chết tôi chưa tắm được tay rồi.
phải dòng với ta anh em nhé. Tôi gãy hắt của tao ấy, mày chạy đâu cầm ngoái tay luôn các bác ạ. Đã thế à, ngầm nhìn này, sợ sợ chưa, con này khỏe lắm. Cần này em chắc chắn các bác là nhấc một phát tổng con này nhưng bao luôn. Phê quá mày, chẹp tổng anh em ơi, phê chưa. Đồng bào nhé anh em nhé. Nhìn đây. Thôi em lại làm chiếc máy đây để tao là gọi là. Rồi để chiếc máy em cứ gọi đang quá nhé. Con này thì không chạy nữa rồi. Con này không chạy nữa anh nào. Đóng vào cần của tao đi. Tiếc là không nhấc được cái cần đơn ra, nó rơi rồi. Anh em thấy chưa? Mang cái vật xì đà đi là rất là may mắn. Vật xì cũng không bằng đâu. Vật xì không bằng đâu các bác ạ. Thôi 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 nhá. Ôi. Chết rồi anh em ạ. Lại nó rút cây khó xúc này. Ok. Thôi 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 thôi. Anh đã bảo mày là thôi. Anh đã bảo mày là thôi cơ mà. Về chưa? Wow, về chưa anh em ơi. Rồi tí lại tôi ngồi tôi gỡ dây. Thôi. Được con cá chấp nhận gỡ. Ý à. Đời còn gì tuyệt vời hơn. Em ngồi đúng hơn 4 tiếng này anh em ạ. Từ lúc 9 giờ bây giờ là hơn 1 giờ rồi. Nói là cái này chưa là nưỡi cần cù lươn. Ôi là sau rồi chắc đánh ổ đánh nục đánh một cần nục thì các bác ạ. Đơn liếc nào mà cho gì. Không được còn chiếc bình nào. Chỉ tổ gỡ dưới đây. Tại này có quả phao đẹp quá đây nè. Mới đóng cả đơn anh em ạ. Em đẹp nhất đêm nay nhá. Em đẹp nhất đêm nay rồi. Đây. Này em mang dọ đi anh em ạ. Béo thế. Đây rồi. Bây giờ được con đầu tiên trong dọ. Đấy phê chưa. Wow. Phê chưa anh em ơi. Con này đâu phải 3 cân, hơn 3 cân anh em ạ. Đã thế. Này phải hơn 3 cân anh em nhé. Wow. Wow. Đã đây nó sống anh em nhé. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Ơi, công đoạn dỡ dây mới là khổ này. Anh em thấy nó dít quả cần 10 hát phê không? Em nói phê tít mù luôn. Ai à, sợ quá nó đóng bé bét đây anh em này. Ôi bây giờ khả năng là tặng quả pháo đẹp quá cái câu đơn anh em ạ. May may là nó cũng không túi nhiều nhé. May là chục quả giờ thì có chứ nó như hai cần đơn mà anh em đóng vào với nhau là khốn nạn này đấy, chỉ cắt dây thì anh em này. Đang đóng cá thì nó là cắt lên ngay chỗ chưa đang cố gắng để gỡ.
rụt gỡ rụt đấy. Cái này là nhìn có thể gỡ được, là bắt đầu mới gỡ được. Vậy đã thế. Đấy, anh em thấy bài mùa đánh ok không? Đã bảo rồi, mùa này thì nó cá con cứ phá, nhưng mà cá vào thì nó chậm nhưng mà cá con nó không phá anh em ạ. Nên là khi anh em được thì được hàng rất là to. Em ngồi 4 tiếng rồi, cá con không có nào vào luôn. Tiếng 4 tiếng đồng hồ anh em ạ. Một phát ăn hàng ngay. Rồi, gỡ xong rồi anh em ạ. Cuối cùng làm cũng phải cắt hết dây. À, dây đỡ phá phía cắt hết rồi, không gỡ nổi. Tay chân đang run vội quá. Rồi đáp cái cần cố đơn đó anh em nhé. Không đơn biết chỉ cái tầm này đây. Lúc mà chơi đây, lúc mà đóng thôi. Anh em nào muốn sở hữu cái cần 8H này liên hệ với em nhé. Số điện thoại em để ở bên dưới đấy. Phải lắm. Đánh tuyệt vời. Mục. Ôi chết rồi, dám bẹp quả phao ngon nên dám bẹp rồi. Cái mục đích là em chơi tay ngắn ấy là để phô trương cái sức mạnh của cần cho anh em xem. Phô trương sức mạnh đánh ổ xuống phê. Xuống hàng luôn anh em ạ. Ui, tâm trạng lúc này là phê không tưởng tượng anh em ạ. À, lỗ lắm hết được rít con chép phê thế. Đã luôn. Rồi ngồi đúng là 4-5 tiếng đồng hồ bây giờ mới được con phê. Phê dã man. Một buổi đi câu hôm nay được một con này là vô cùng ý nghĩa này. Số lần mà anh em đi câu ngoài thiên nhiên được con chép to này là hơi hiếm đấy. Phê dã man luôn. Bây giờ lại bắt đầu có tí gió rồi đấy. Cảm giác đóng cá to nó đã đời. Không bỏ công ngồi 4 tiếng đồng hồ anh em. Đã rồi. Nhưng mà không bỏ công ngồi 4 tiếng đồng hồ anh em ạ. Cảm giác nó chất. Câu quần cá cảm giác nó chất. Anh em thấy con cá này phê hãy like cho em cái nhá. Là nhiệt tình vào. Đây rồi. Rô phi. Ủa con rô phi cũng bay vào nước. Sợ thật. Ủa. Có một con rô phi cũ quá mà bay mặt nước hụt anh em ạ. Ẩn ngay như vậy. Phí quá anh em ơi. Đánh ổ phê quá, ăn ngay cái vảy của phi. Của phi to luôn đấy. Còn nếu nó ních ngay vào đuôi, nó không đóng vào bụng, đóng ngay đuôi anh em ạ. Nó hụt. Cái đóng văn như cong cần xuống tay.
qua các bạn ơi. Công cần rồi, về gia đình. Ôi, đóng rồi. Ôi, được con đen nhỏ đóng rồi anh em ơi. Chờ rồi. Ui. Anh em thấy cần nó khỏe không? Cần này nó khỏe quá nhá, cái nó bỏng nó bay hẳn mặt nước. Rách mồm luôn. Đã màn. Đen anh em nhá. Vùng trong đèn cần này nó khỏe quá nhá, phát bỏng bay hẳn mặt nước luôn. Ui này. Hụt. Đã mà. Ui, anh em thấy bài mùa đông này của em đánh ok không? Kinh nghiệm cần này dã man thật, nhấc phát con đấy nhấc bỏng bay hẳn mặt nước luôn. Nó không chế ở xuống dưới, thành ra nó rách mồm, đóng thẳng mồm rách mồm luôn. Ôi, thu đồ về anh em ơi. Hôm nay thành quả được một em duy nhất. Được mà mấy em nó đóng thì xịt mất. Tiếc quá. Hôm nay đánh cái quả phao hơi sida anh em nhé. Đánh cái quả phao đấy, phao nhỏ, thành ra là mình đánh với nó hay bị xịt. Kẻ đang này đánh phao bầu 20 ngon, thôi không sao. Này được một con tuyệt vời ông mặt trời. Wow. À, để mà lấy nước múc vào cái thùng đó các bạn nhé. Xíu quá. Để cho vào thùng này mang cá về nó không chết anh em ạ. Ui. Cho vừa rất là được, không cần cho nhiều quá nó cũng không có bình oxy đấy, là nó ngạt nó cũng dễ chết. Mấy chục cây số mang cá về vẫn sống như bình thường. Đây thành quả đấy nhá. Đi đi anh em. Ui to sẵn mạng. Rồi thu đồ về anh em nhé. Anh em thấy video của em hay hãy like, share, ủng hộ nhiệt tình nhé. Cá khủng, thế quá. Về thôi anh em ạ. À.